Mình xin chào anh em đã quay trở lại với Lava Store Channel nha. Hôm nay mình sẽ review con quần thêu rất là khủng. Mình đã nhập về, mình order cho khách nè anh em. Và mình sẽ quay lại cho anh em coi đây là mặt trước của cái quần. Mình sẽ quay cận cảnh cái quần thun nha. Chất là chất thun của tông rất là đẹp. Và toàn bộ hình thêu là thêu full hết, không phải là hạt in. Anh em đã thấy chưa? Thấy nó đẹp chưa? Đây là anh em theo nè, trước sau nè, đây là cái đầu rồng mà con này nó con thanh long và con hổ vàng nhé anh em, cái đầu hổ vàng mà có kết hợp sóng nước nữa này, những cái hoa của cái rất là đẹp, rất là sắc sảo, tinh xảo luôn, gọi là tinh xảo luôn á, nó bao thun ở dưới cũng chắc chắn lắm anh em, giãn nở co giãn rất là tốt luôn, anh em nào chơi quần thun thì cái này thượng phẩm luôn, cao cấp lắm, đẳng cấp lắm luôn á. Thì mình bán dưới 2 triệu nha. Anh em mua thì inbox cho mình nha. Rồi nhanh lên, tại Tết rồi, sắp Tết rồi anh em à. Đây nè, cái dây của nó thì hai cái đai cũng đẹp. Cái đai nó làm cũng tinh xảo nữa. Thun cái này, phần thun này dày lắm anh em nè. Độ dày anh em dòm đi. Dày lắm. Ở coi dễ là tốt nha. Ok. Rồi đây như vậy nè. Nó có hai cái túi cũng khá là sâu. Đút được điện thoại iPhone đó anh em. iPhone XS Max, iPhone Plus rồi đó. Samsung Note rồi đó, tốt tuyệt vời luôn. Rồi ok, mình out ra một cái rồi mình quay sau lưng cho anh em coi nhé. Để nó thêu cái hình rất là to, để mình quay sau cho anh em coi. Rồi đây, quay lại sau đi. Mặt trước nè, mặt sau nè. Mặt sau nè anh em à. Đó, mặt sau nè. Thấy không, anh em thấy không? Nó thêu sau tương đối giống nhau, tại vì con hổ nó chạy từ trước ra sau á. Rồi cái con rồng thì cái đuôi ở sau thì nó chạy cái đầu ra trước, còn con hổ thì nó ngược lại nhé anh em, con hổ nó đi ra sau. Thanh long và hổ vàng nhé, rồng xanh và hổ vàng nhé. Rồi quay cận cảnh sau cho anh em coi. À, hoa nè, đó cái đuôi con rồng nè, đây là cái đầu con rồng nè, anh em thấy chưa? Đó, cái đuôi và cái đầu con rồng nè, là cái đuôi nè, cái mây nè thì rất là đẹp, anh em thấy đẹp không? Anh em nhìn thấy cái mây đẹp không? Đó. Cái đuôi nè theo sắc sảo lắm anh em, giống như là điêu khắc gì á, giống như là theo vô rất là công phu ghê lắm. Đó là cái hàng không phải là nhìn nó bình thường được, thật sự mình bán không phải mình khen anh em hãy nhìn bằng giác quan của mình đi, nhìn bằng mắt thường của mình đi để anh em cảm nhận nhé. Mình không phải mình bán hàng mình khen hàng mình đâu, mà thực sự nhiều anh em đam mê thích lắm luôn á, chỉ đợi mà làm có tiền là quất thôi nhá. Ok anh em hãy inbox cho fanpage của bên mình á, mình có dịp tư vấn cho anh em. Vì những cái hàng cực phẩm này mình order, những nào có sẵn thì mình giao luôn, một hai ngày có, và order là 7 đến 10 ngày nhé. Anh em hãy liên hệ fanpage Facebook fanpage của Lava Store thì mình để trong phần mô tả nhé. www.facebook.com/lavastore.clothing nhé. Còn số điện thoại mình là 0783490288. Mình tên là Phi, chủ shop luôn nhé. Ok, mình chào anh em, hẹn gặp lại anh em vào video sau. Cảm ơn anh em.